Đến 9 giờ 30 phút sáng nay ngày 11 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C01 đang phối hợp cùng Công an Bình Thuận tiến hành khám xét nhà riêng của 5 bị can, nguyên là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo sở của tỉnh Bình Thuận. Theo nguồn tin của PLO, C01 Bộ Công an tiếp tục triệu tập một số người liên quan để mở rộng điều tra vụ án. Trước đó, vào tối ngày 10 tháng 2, C01 đã triệu tập các ông Nguyễn Ngọc Hai, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Lương Văn Hải, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hồ Lâm, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Lê Nguyễn Thanh Danh, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Ngô Hiếu Toàn, Phó Giám đốc Sở Tài chính đến trụ sở Công an phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết để công bố các quyết định khởi tố bị can. Cả 5 bị can trên đều bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo khoản 3, điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015. Sau khi công bố các quyết định khởi tố, các bị can đều được đưa lên xe đặc dụng di lý về trại giam. Đây là vụ án xảy ra tại dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2, 3 lô đất số 18, 19, 20 thuộc quỹ đất hai bên đường 706B, nay là đường Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Thông, phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Cả 5 bị can này đều liên quan đến việc giao hơn 92.000 m2 đất của 3 lô đất ở khu vực trên vào năm 2017, nhưng lại áp giá đất năm 2013, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 70 tỷ đồng. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về PLO@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.